các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Các trợ phương theo phương pháp thực dưỡng. 27. Chữa ung thư. Uống nước lá trên nữ hoàng cung chừng cách thủy, trà bồ công anh và ăn cơm nước muối mè theo số 7. Chừng cách thủy lá trên nữ hoàng cung. Một lá tươi trên nữ hoàng cung không được cắt bằng dao kim loại, phải dùng tay xé lá để vô chén sạch và không đổ nước vô chén. Đổ nước vào nồi có nắp đậy bằng thủy tinh, rồi để chén có lá trên nữ hoàng cung vào nồi nước này để chưng cách thủy. Cho lượng nước trong nồi vừa đủ để nước sôi không tràn vô chén. Chưng cách thủy sau khi nước sôi đổ 5 phút là được, sau đó tắt lửa để yên 5 phút sau mới được mở nắp nồi. Chú ý mở nắp thủy tinh cho khéo để đừng bị đổ mất nước mồ hôi trên nắp nồi, và nghiêng nắp nồi cho nước mồ hôi đọng trên nắp chảy vào chén có lá trên nữ hoàng cung. Để nắp nồi lại tiếp tục chưng cách thủy chén lá này lần thứ hai, cũng chưng sau khi nước sôi 5 phút, tắt lửa để yên 5 phút sau mới được mở nắp nồi. Cũng như lần một, mở nắp thủy tinh có đọng mồ hôi nước và nghiêng nắp cho nước mồ hôi này chảy vào chén có lá trên nữ hoàng cung. Tiếp tục chưng chén lá này lần thứ ba, cũng chưng như hai lần trước, sau khi nước sôi đổ 5 phút thì tắt lửa và để yên 5 phút sau mới mở nắp nồi. Nghiêng nắp cho nước mồ hôi chảy vào chén lá trên nữ hoàng cung lần thứ ba, cho lá trên nữ hoàng cung đã chưng cách thủy 3 lần vào một cái khăn nhỏ, rồi vắt lấy nước cốt lá này, được chừng 2 muỗng cà phê. Uống nước cốt lá trên nữ hoàng cung sau bữa ăn chừng 30 phút, bữa ăn nào cũng được, không được uống lúc bụng đói, một ngày chỉ được uống một lá chưng cách thủy như trên, không được uống nhiều hơn một lá. Nấu trà bồ công anh, 5g lá bồ công anh nấu với 1 lít rưỡi nước, sắc lại còn 3 xị, tương đương 0,75 lít uống trong ngày. Ha ha ha, 问什么的说呵。